Nhân viên y tế của một trung tâm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bất lực là cảm giác chung của rất nhiều nhân viên y tế tuyến cơ sở. Trong khi đã dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc từ tháng 6, nhưng vẫn không thể chăm sóc hết cho bệnh nhân, cũng như không đủ khả năng chăm sóc cho gia đình. Gần 20 năm gắn bó với tuyến cơ sở, chị xin nghỉ việc. Dựa qua cái mùa dịch là mình sẽ thấy là con em không được chăm sóc gì hết, tinh thần này đồng hết, kể cả gia đình của mình cũng không thể nào mình chăm sóc gia đình mình được. Bây giờ làm việc là như là liên tục đó, kể cả 1-2 giờ đêm, nếu tính giờ làm việc là những giờ đó là cũng là làm việc, nhưng mà mình không được tính công. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có 2.014 nhân viên y tế tuyến trạm. Điều này để thấy được rằng con số 1.000 là không hề nhỏ. Trong khi thời gian vừa qua, tại các quận đông dân, một nhân viên y tế phải đảm trách từ 8 đến 10 đầu việc, cần 15 đến 20 giờ mỗi ngày để làm việc. Nên cho đi học các hay đi tập huấn để nâng cao tay nghề á. Ví dụ bác sĩ thì cũng phải có được đào tạo chuyên môn giống như kiểu siêu âm. Về chế độ tiền lương thì nếu như có được thì nên cải cách, nâng ngay lên, chứ để cứ theo cái lộ trình này thì không biết đến bao giờ nhân viên y tế mới có thể gọi là có một cái đời sống nó ổn định. Ngoài những vấn đề về áp lực công việc, nhân sự, chế độ chính sách thì cơ sở vật chất của y tế cơ sở nhiều nơi vẫn chưa đồng bộ, không đáp ứng được một số nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của người dân. Y tế cơ sở là sát với cộng đồng, và để thực hiện được và làm tốt được điều đó sẽ cần rất nhiều sự thay đổi căn cơ hơn nữa đối với lớp phòng tuyến đầu tiên này.